khai công việc trong cái đợt mùa khô năm 2019 này. Hăng say phối hợp với đơn vị phát điện để sửa chữa ngay những khiếm khuyết. Xin chào các anh em ạ. Ngày hôm nay thì em cũng đại diện cho ban truyền thông công ty đến tại phân xưởng sửa chữa mông dương của mình. Và với những đóng góp xuất sắc trong tháng thì tại phân xưởng sửa chữa mông dương của mình trong tháng vừa rồi có anh Nguyễn Văn Đức đã được ban truyền thông bình chọn là gương điển hình của tháng. Và ngay bây giờ thì xin được mời anh Nguyễn Văn Đức cùng bước lên đây ạ. Và cũng xin được hỏi anh Nguyễn Thịnh là anh có thể chia sẻ về cái thái độ làm việc của anh Nguyễn Văn Đức trong quá trình công tác tại phân xưởng của mình không ạ? Anh Đức là tổ phó tổ thí nghiệm, một cán bộ nhân viên gương mẫu của phân xưởng sửa chữa điện Mông Dương. Trong công tác thì anh luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, nỗ lực phấn đấu trong công việc, và đặc biệt là trong những cái công tác mà xử lý sự cố thì anh Đức luôn hoàn thành nhiệm vụ và sửa chữa nhanh, đưa thiết bị vào vận hành đúng tiến độ. Có những cái công tác là hoàn thành vượt tiến độ để đáp ứng được cái yêu cầu sản xuất. Chắc là mình phải chia sẻ cái món quà này với mọi người đúng không? Em nghĩ chắc là các anh em trong phân xưởng cũng đang thắc mắc là trong phần quà này bao gồm có những gì đấy. Một món quà rất là ý nghĩa, một cuốn sách Sống và Hành Động. Trong cuốn sách này thì có thư ký của ông giám đốc công ty VS Cao Minh Trung và lời chúc ở trong này. Phần quà thứ hai đấy. Em nghĩ là món quà này sẽ rất là có ích cho anh Nguyễn Văn Đức anh Thịnh nhỉ? Cái món quà này chắc là lãnh đạo công ty cũng gửi gắm, ngoài cái về mặt vật chất thì cũng còn có cái mặt về tinh thần. Và em cũng xin hỏi anh là cái phương châm làm việc của anh như thế nào để mình có thể đạt được kết quả tốt nhất trong công việc ạ? Phương châm làm việc của mình là thành công chỉ đến khi chúng ta luôn làm việc tận tâm và luôn nghĩ về những cái điều tốt đẹp nhất ạ. Cũng xin được chúc anh là sẽ giữ mãi cái ngọn lửa nhiệt huyết và cùng đồng hành với anh em của phân xưởng sửa chữa Mông Dương để có thể giữ cho dòng điện Mông Dương được an toàn, ổn định và liên tục ạ. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn ạ.